Thiền Long Bát Bộ Hậu Truyện, hồi thứ 22. Nhẹ nhàng cởi xuống y phục phía sau người Tiểu Vũ, vẫn còn dính chặt vết máu, nhưng thấy phía dưới lưng nàng sớm đã bị nhòe đi về vết máu, huyết nhiễm dưới da đã chuyển sang màu đen kịt. Cẩn thận tìm kiếm thì quả nhiên có miệng vết thương nho nhỏ bị con rắn độc cắn. Xung quanh vết thương đã đen xì đến lợi hại. Quay lại thì thấy phía dưới ngực cũng có một chỗ bị bầm tím, lập tức không dám nhìn nữa. Lại nhắm hai mắt bắt đầu tháo xuống tất cả áo lót, khố lót trên người. Chỉ cảm thấy bàn tay hắn chạm vào chỗ nào cũng mềm mại trơn tuột, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nhanh chóng lại xì vả chính bản thân mình, gạt áo choàng ở trên người xuống, đem toàn thân bao lấy, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đặt vào trong con suối lớn bên cạnh, không khỏi rùng mình một hồi. Nước suối vào lúc này đã thanh tĩnh, hơn nữa còn có một điểm ẩm lạnh. Giật chân từ từ ngồi xổm người xuống, toàn thân chìm vào trong nước suối, đặt đầu Tiểu Vũ ngả vào một tảng đá lớn trên dòng suối, mới chậm rãi cởi ra áo choàng, trong miệng vẫn lẩm bẩm câu nói: "Phì lễ vô thị, phì lễ vô thị." Nương theo ánh trăng dùng nước gột sạch vết máu trên ngực và sau lưng Tiểu Vũ, mỗi lần tay hắn chạm vào xác thịt của nàng lại giống như chịu sự giày vò vô cùng lớn. Mỗi một lần đều hết sức gian khổ, lại ở bên cạnh nhặt thêm một tảng đá lớn lót đầu Tiểu Vũ lên vị trí cao hơn. Giật chân một tấc cũng không rời khỏi người nàng. Ngâm mình trong suối nước lạnh như băng, luôn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Tiểu Vũ. Ánh trăng thoáng lặn về phía tây không biết qua bao lâu, xem ra trải qua một canh giờ. Giật chân đột nhiên run cầm cập, biết thời điểm đã đến, trong lòng càng quyết tâm. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cũng không kiêng dè gì nữa, mở hai mắt ra, dùng miệng nhắm chuẩn miệng vết thương dưới ngực Tiểu Vũ, dùng sức mà cố hút lấy độc tố ở bên trong. Chút sức lực nhỏ đã hút ra một hớp lớn máu độc, nhổ vào trong nước lại là màu đen hắc ám. Cũng không nghĩ ngợi gì nữa, lại mở miệng hút lần thứ hai. Cứ như vậy liên tục hút hơn 10 ngụm, chỉ cảm thấy môi hắn tê dại. Thế nhưng trong lòng hắn lúc này biết rất rõ, vào thời điểm từ miệng vết thương hắn muốn hút bao nhiêu máu thì được bấy nhiêu. Đợi đến lúc hút máu đến ngụm thứ 13, liền nghiêng người Tiểu Vũ sang một bên, lại tiếp tục hút độc tố ở miệng vết thương dưới vai. Lúc đầu vết thương không quá lớn, nhưng do độc tố hấp thụ quá lâu, vết thương xung quanh bắt đầu chuyển biến xấu, có vẻ là hết sức nghiêm trọng. Giật trần thu hết mọi thứ vào tầm mắt, hết sức đau lòng, không do dự nữa, sợ bỏ lỡ thời điểm. Tiếp theo lại hút liên tiếp 10 ngụm máu lớn nhỏ xuống con suối, xuôi dòng chảy đi. Lúc này chỉ mong nàng sớm ngày tỉnh lại. Dốc hết sức lực hút lấy liền mười mấy ngụm máu, tới khi không thể hút được nữa thì dùng nước suối nhẹ nhàng xúc vết thương cho nàng. Động tác rất là từ tốn, cẩn thận chi li. Bất chi bất giác dưới ánh trăng đã lặn về tây, ngẩng đầu nhìn về phía đông, bầu trời đã dần sáng. Lại thấy y phục của Tiểu Vũ không thể mặc nữa, chỉ còn cách lấy y phục của mình choàng cho Tiểu Vũ, đem nàng ôm chặt đặt xuống một tảng đá lớn để tránh gió tạt vào người mình. Trong lòng lại bắt đầu không ngừng cầu khẩn, vô cùng sầu muộn. Vừa mới sắp xếp xong vị trí, từ phía sau ngọn núi liền nghe được truyền tới một thanh âm vang vọng: "Đoàn huynh, nhanh uống một viên đan dược hôm qua ta đưa cho ngươi." Theo sau thanh âm đó, Diệp Tiêu từ trong rừng tùng bay ra, phía sau còn dẫn theo một con quái điểu rất lớn. Giật chân nhìn lại, á một tiếng, lại chính là con quái điểu nửa người giống con gà trống khổng lồ, lại giống như con chim ưng. Lúc này ánh mắt con quái điểu vẫn là còn gian tà nhìn lấy hắn. Diệp Tiêu nói: "Đoàn huynh không cần sợ, con súc sinh này chính là con quái thú mà tại hạ nuôi." Còn quái điểu kia hướng về phía Giật Trần kêu vài tiếng, dường như là đang thị uy. Diệp Tiêu xoay người trừng mắt liếc nó một cái, còn quái điểu lập tức cúi đầu, dường như đã nhận sai. Giật Trần lại nhìn thấy con quái điểu này đột nhiên thay đổi thật đáng yêu, vì vậy vừa nhìn nó, lại vừa lấy ra một viên dược hoàn mà ăn. Dược hoàn vừa mới nuốt vào trong bụng, ngay lập tức cảm thấy khí lực phục hồi sảng khoái thần kỳ. Ban đầu trong lòng đầy một vẻ phiền muộn lập tức liền tiêu biến, đầu óc cũng không cảm thấy khó chịu như muốn ngất đi nữa. Thật đúng là linh đan dược liệu, đa tạ linh dược của Diệp huynh. Diệp Tiêu gật gật đầu nói: "Đoàn huynh,
ta tới là giúp ngươi canh chừng một chốc. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi chút, ăn một chút đồ đi đã. Nói xong nhìn sang con quái điểu cao lớn bên cạnh kia. Mà con quái điểu kia phảng phất có thể nghe hiểu chủ ý của chủ nhân. Vẫy cánh tung bay, ném xuống một túi nhỏ, xem ra đích thật là các loại đồ ăn. Giật Trần khẽ lắc đầu, đa tạ hảo ý của Diệp Hình. Một ngày Tiểu Vũ vẫn chưa tỉnh lại, ta vĩnh viễn sẽ không ăn đâu. Nói xong yên lặng nhìn chăm chú vào Tiểu Vũ. Diệp Tiêu tiến lên một bước, Đoàn Huynh thật là trọng tình. Hay, yếu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Mà này, cái gọi là quân tử, đại thủy nhất phương sao? Hắn xoay người, thức ăn của ngươi đều ở đây, tự giải quyết cho tốt. Ta phái con súc sinh này đến đây cung ứng nhu cầu của ngươi. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, mỗi lần hút xong độc tố đến lúc hừng đông nhất định phải ăn dược hoàn mà ta đưa cho. Hãy thận trọng. Nói xong cũng không đợi Giật Trần trả lời, thân thể nhẹ nhàng búng một cái bay lên ngọn cây tùng. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Thật đúng là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, làm cho Giật Trần căn bản là đoán không ra lai lịch của hắn. Thế nhưng hắn có thể khẳng định, hắn Diệp Tiêu nhất định là bạn không phải địch. Bà phèn mấy lần cứu người của chính mình, cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lúc này hắn lại lưu lại con quái điểu này ở đây giúp mình. Thực sự không biết con quái điểu này còn thông minh linh lợi đến như vậy. Nó cao ngạo ngẩng đầu, so với Giật Trần cao hơn một khoảng lớn, dáng dấp hết sức uy vũ. Giật Trần toàn thân ướt sũng, mà thấy Tiểu Vũ cũng vậy, sợ rằng không được. Muốn đi kiếm chút củi lửa để chất lên, cũng là để sấy khô quần áo. Hơn nữa Tiểu Vũ ướt bẹp cả một thân như vậy cũng không tốt lắm. Nhưng là lại không dám rời đi nửa bước, thuận tiện nhìn sang con quái điểu cao ngạo. Súc sinh kia lại trừng cặp mắt hết sức tà ác, mắt to nhìn chăm chăm vào Giật Trần. Trong lòng Giật Trần tâm trở nên vô cùng phát cáu. Đột nhiên quái thú lại kêu lên, sau đó nó vỗ cánh khổng lồ hướng vào sâu trong khu rừng. Giật Trần nói, à, súc sinh chính là súc sinh. Nhìn thấy chủ người đi rồi cũng không thèm nghĩ đến Giật Trần ta nữa. Nghĩ tới ta đường đường là tiểu vương gia đại lý, dĩ nhiên ngày hôm nay gặp phải tình huống chớ trêu. Nó nhất định là đang trách ta ngày hôm qua vì sao lại đánh vào nó một chưởng. Nghiêng người sang vừa liếc thì thấy Tiểu Vũ mặt tái nhợt, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Trong lòng hết sức thương tiếc, cũng không đành lòng, nhẹ nhàng lau đi bọt nước trên mặt Tiểu Vũ, than trời trách phận. Bệnh tình của nàng không những chưa giảm, lại càng nặng thêm. Mà áo choàng của hắn đã thấm nước, phải làm như thế nào cho phải đây? Đột nhiên nghe được hai tiếng kêu của con quái điểu, thì ra con quái điểu kia đã quay lại. Đứng phía sau Giật Trần, giang rộng cánh, quác quác một tiếng. Từ dưới cánh của nó rơi xuống rất nhiều cành củi khô, còn hướng về phía Giật Trần oa oa hai tiếng. Cái dáng vẻ kia dường như đang có ý đồ muốn tranh công. Giật Trần vừa nhìn thấy đã vui vẻ mà nói, xin đa tạ quái điểu lão huynh, ngươi thật là một con quái thú tốt, một con quái thú thật là tốt. Vì vậy quái điểu kia lại hướng lên trời kêu vài tiếng. Giật Trần vội vàng lấy đá đánh lửa, nhanh chóng nhóm thành đống, lửa cháy bập bùng. Mà con quái điểu kia thì chỉ yên tĩnh ngồi ở một bên. Lửa cháy càng lúc ngày càng to. Rất nhanh, y phục trên người Giật Trần cũng được hong khô. Xoay người chuẩn bị gỡ xuống đắp lên người Tiểu Vũ, thế nhưng đột nhiên dừng lại lo lắng, nhìn thoáng qua quái điểu bên người. Ai biết con quái điểu kia dĩ nhiên giơ lên cánh che khuất hai mắt. Giật Trần thầm kêu lên kinh ngạc, con chim này quả thực là một con thần điểu. Nếu như ta cũng có một con quái thú như vậy thì đúng là tốt đến biết bao. Vội vã gỡ áo choàng trên người Tiểu Vũ xuống, đem y phục của mình cởi ra đắp lên trên người nàng. Xin lỗi Tiểu Vũ, trước tiên nàng cứ tạm thời như vậy đã. Dùng một cành cây quấn áo choàng vào, xoay xoay hơi lửa cho nhanh khô. Con quái điểu kia len lén hạ cánh xuống, có giúp Giật Trần quạt gió. Giật Trần càng cảm thấy khó tin vào mắt mình, thực sự không dám tưởng tượng thế gian này có một con vật thông minh đến như vậy. Trong lòng hắn kinh ngạc vạn phần. Thời gian dần dần trôi qua, quái điểu kia dùng cánh đem túi thức ăn đẩy qua một bên. Giật Trần ngăn nó lại lắc đầu, quái điểu lão huynh, hảo ý của người đoàn Giật Trần ta xin nhận. Ta rất hiểu, nhưng là Tiểu Vũ một ngày không hồi tỉnh, ta nhất định sẽ không ăn. Cảm tạ quái điểu lão huynh rồi.
Quái điểu kia phảng phất tựa như hiểu được lời của hắn, dĩ nhiên cũng lắc đầu, còn cúi đầu thở dài, xoay người đập cánh lại bay vào trong khu rừng tùng. Giật trần đối với sự tình khôn của con quái điểu này sớm đã bị khuất phục. Nhìn không thấy dáng vẻ quái điểu, liền ngồi trước mặt Tiểu Vũ thỉnh thoảng cầu khẩn. Yên lặng vẫn chăm chú nhìn vào mặt của nàng, khuôn mặt tái nhợt không có một tia máu. Không khỏi nhớ tới bài hát giai nhân của Hán Triều: phương Bắc có giai nhân tuyệt thế, một cố khuynh nhân thành, một cố khuynh nhân quốc, Ninh bất chi khuynh thành hay khuynh quốc, giai nhân nàn tại đắc. Càng nghĩ càng thương cảm. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành lúc này dĩ nhiên mắt thấy liền hương tiêu ngọc vẫn, mà đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người hắn, vừa hận sự bất lực của mình. Giờ khắc này lại có cảm giác mỹ nhân như hoa cách vần đoạn. Mặt trời xuống núi, ánh trăng lại hiện lên, trong thoáng chốc đã áp lên đến đỉnh núi. Giật chân lần nữa ôm lấy Tiểu Vũ đi tới chỗ con suối nhỏ, giống như là đêm qua vậy, hút độc tố trên miệng vết thương của Tiểu Vũ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, con quái điểu khổng lồ kia đã sớm nhặt rất nhiều cành củi khô. Hai mắt Giật Trần lúc này đã đỏ sọng, khuôn mặt uể oải nhưng lại có vẻ rất hưng phấn. Hắn hết sức tin rằng nhất định có thể đem Tiểu Vũ cứu sống. Như vậy lại qua một ngày nữa, nhưng mà Tiểu Vũ vẫn là hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy đến buổi tối ngày thứ tư, Giật Trần cảm giác từ miệng vết thương của nàng hút ra được ngày càng ít độc tố hơn. Trong lòng đã nghĩ, có khi nào là độc tố kia sắp hết. Càng dùng sức hút độc dịch, tới cuối cùng từ trong độc dịch hút ra một chút máu đỏ. Sáng sớm, Giật Trần đem Tiểu Vũ đặt ở tảng đá bên cạnh. Vài ngày nay hắn vẫn cùng con quái điểu kiều bầu bạn, ngồi xuống dưới đất bắt đầu nhóm lửa. Nhưng lại không biết vừa mới quay người đi thì Tiểu Vũ đã tỉnh dậy. Nàng từ sau tảng đá từ từ mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân không có một chút khí lực, nhưng lại ướt nhẹp, lại cảm thấy chút ánh sáng le lói của mặt trời lại thật chói mắt. Đột nhiên ý thức được chính mình không có mặc quần áo, trong đầu ong ong một tiếng, không biết đã chuyện gì có xảy ra. Tâm lý Tiểu Vũ hoảng loạn, vội vã nhắm hai mắt lại cẩn thận hồi tưởng, cố gắng hồi ức lại, nhớ lại hình ảnh khi trước, hơi cảm thấy đau đầu. Bản thân nàng vì muốn cứu đệ đệ Mộ Dung Lưu Vân mà nhảy vào giữa đám đệ tử cái bang, ảnh hưởng đến vết thương. Sau đó mình không thể cử động được nữa, dường như là đoàn Giật Trần nhảy vào trận địa địch nhân đem mình cứu ra. Nhưng bây giờ tại sao lại không hề có mặc y phục? Đây rốt cuộc là cái nơi nào vậy? Dường như ta đang nằm bên cạnh một tảng đá lớn. Căn bản không biết rốt cuộc sao mình lại đến nơi này, lại càng không biết tại sao bản thân lại bị đem đến đây. Sao toàn thân nàng cũng lại ướt nhẹp như thế? Trong người vô cùng nổi nóng nhưng lại không còn chút khí lực nào. Hơn nữa chính mình cũng không mặc y phục, đương nhiên là càng không dám lộn xộn, tưởng tượng thân thể của mình liệu có phải là... Những suy nghĩ lung tung bắt đầu hiện lên. Khổ nỗi bản thân không có cách nào nhúc nhích, cho nên toàn bộ trước sau thân thể đều không nhìn được gì, chỉ có thể nghe được một chút âm thanh. Mà Giật Trần lúc này lại đang ở phía sau nham thạch, hòng khô quần áo, vừa sấy vừa nói chuyện. Quái điểu lão huynh đã tạ người mấy ngày qua vẫn chiếu cố tại hạ, đoàn Giật Trần vô cùng cảm kích. Nếu có cơ hội báo đáp, đợi ta trở lại hoàng cung, ta nhất định sẽ... nhất định... Nói xong, âm thanh của hắn càng ngày càng nhỏ dần. Quái điểu liên tiếp kêu lên vài tiếng kỳ quái, Tiểu Vũ ở phía sau nghe thấy nhưng lại không nhìn thấy. Càng có thể xác định người này nhất định là đoàn Giật Trần, hắn lẽ nào? Không thể, nhất định không thể nào. Chàng chính là một chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn rốt cuộc là đã làm gì ta rồi? Sao ta lại thành bộ dạng như vậy? Nước mắt không khỏi từ từ lăn xuống. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một nữ hài, đệ đệ của mình không có bên cạnh, toàn thân không có một tia khí lực, hơn nữa nằm đây không một mảnh vải che thân. Là mình bị độc tố phát tác hay là bị kẻ khác mưu đồ hãm hại rồi đây? Đang nghĩ ngợi, nghe được tiếng bước chân qua đây, vội vàng nhắm chặt hai mắt. Giật Trần tháo chiếc áo choàng của nàng xuống, Tiểu Vũ kinh hãi, hắn định làm gì? Lại cảm thấy Giật Trần đem y phục ướt nhẹp trên người mình lấy ra, lại đậy lại trên thân mình bộ y phục ấm áp. Hắn đây là... chẳng lẽ là giả nhân giả nghĩa sao? Cũng không thể như vậy. Trong lòng vạn phần bất an, không dám mở mắt, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào.
Thân thể trần truồng của một khuê nữ như nàng cứ như vậy bị giật trần thấy được toàn bộ. Nghe giật trần lẩm bẩm nói: "Tiểu Vũ muội muội xin lỗi, là ta làm chuyện có lỗi với nàng, mọi thứ đều trách ta. Nếu như ngươi tỉnh lại đánh ta mắng ta cũng được, dùng trường tiên của nàng quất ta cũng không sao." Đoạn giật trần, nam tử hán đại trưởng phu ta tuyệt đối sẽ không né tránh, cứ mặc cho người xử trí. Tiểu Vũ vừa nghe thấy những lời đó, suýt nữa đã lộ diện. Cái tên tiểu tử mặt người dạ thú này, nghĩ là hắn đã làm chuyện bẩn thỉu với mình, nước mắt lại rớt xuống. Đáng tiếc chính mình lại còn tín nhiệm hắn như vậy, ai ngờ hắn là một kẻ đốn mạt như thế. Khổ nỗi nàng bây giờ không cách nào cử động, chỉ có thể dùng nước mắt thổ lộ tâm tình của mình. Chính mình đường đường là đại tiểu thư Mộ Dung gia, lại để bị người khác lấy mất tấm thần trình trắng. Điều này thật khiến cho toàn bộ người của Mộ Dung gia vĩnh viễn đều sẽ không thể nào mà ngóc đầu lên được. Ta nhất định phải giết hắn, hiện tại đã không cần hắn phải giả nhân giả nghĩa tiếp tục giả bộ nữa. Nếu như bây giờ có khí lực lập tức giết chết hắn, sau đó liền tự sát, tuyệt đối không thể bồi nhọ danh tiếng của Tô Mộ Dung. Trước mắt không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhẫn nhịn. Buổi trưa Diệp Tiêu lại đến xem qua tình hình. Đoàn huynh, dược hoàn ta đưa cho ngươi mỗi ngày đều dùng một viên đó chứ? Mộ Dung Tịnh Vũ nghe được có người tới càng thêm xấu hổ, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Hoặc là nếu như bây giờ có chút khí lực, đập đầu tự tử một cái trên nam thạch phía sau. Chỉ nghe giật trần trả lời: "Ừ đúng vậy, đa tạ Diệp huynh. Ngươi xem, ngày hôm qua ta từ trên người Tiểu Vũ hút nọc độc ra đã có dòng máu đỏ, hôm nay là người cuối cùng. Ngươi xem có được không?" Diệp Tiêu đáp lại: "Thật sao, thật tốt quá, xem ra không có uổng phí công sức. Nếu từ chỗ miệng vết thương đã hút ra được dòng máu đỏ, muốn chữa khỏi cũng có hy vọng rồi. Đoàn huynh, ngươi đã quá mức mệt nhọc nhiều ngày, thấy sắc mặt tái nhợt, toàn thân đã trong hiện tạng sắp kiệt sức lực, giống triệu chứng trúng độc. Theo như tại hạ thấy, đoàn huynh nhất định phải nghỉ ngơi một chút, bằng không..." Giật trần giơ tay ngăn hắn mà nói tiếp: "Diệp huynh, ta tất cả đều hết sức minh bạch, tiểu đệ đem nọc độc trên người hút hết thì nọc độc hơn phân nửa đều tiến nhập trong cơ thể tiểu đệ, nghĩ tiểu đệ sẽ đợi đến lúc đó mà chết." Khi giật trần nói đến những lời này, biểu tình rất là tự nhiên, hơn nữa mặt mày lại mỉm cười, dường như không hề để ý đến sinh mạng của mình. Vừa nói chuyện vừa bước mấy bước đến chỗ Tiểu Vũ bên này. Diệp Tiêu cũng theo hướng hắn đi tới. Giật trần liếc mắt nhìn Tiểu Vũ: "Có thể vì Tiểu Vũ mà chết thì ta đời này kiếp này cũng xin nguyện ý." Mộ Dung Tịnh Vũ đối với cuộc đối thoại của hai người đã nghe được hết sức rõ ràng. Đây là vì ta mà chết sao? Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mấy câu nói đó của bọn họ là ý gì? Thoáng nhìn lén cùng giật trần có một người, một thân bạch y dáng dấp thanh tú, dường như chỉ 20-23 tuổi. Sau lưng bọn họ còn có một con quái điểu khổng lồ, diện mạo rất đáng sợ, dọa chính mình giật mình, suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Mặc dù toàn thân trên dưới trần như nhộng, thế nhưng là vẫn cảm thấy khát nước dị thường. Diệp Tiêu lại nói tiếp: "Tiểu đệ thật bội phục chí tình chí nghĩa của đoàn huynh." Giật trần bước đi thong thả mấy bước về phía trước. "Diệp huynh nói quá lời, có thể vì Tiểu Vũ muội muội mà chết chính là vinh hạnh lớn lao của đoàn giật trần ta. Hơn nữa nếu không phải ta thì Tiểu Vũ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh không có thuốc nào cứu được. Bây giờ lấy mạng của ta đổi cho sinh mệnh Tiểu Vũ chính là đạo lý hiển nhiên, lại rất đỗi là bình thường. Hơn nữa là ta chính là ta hả lòng hả dạ. Ta lại càng không muốn chỉ vì ân hận quá khứ mà nay đổ lệ. Cổ nhân có câu, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, khác biệt với Hồng Mao Thái Sơn mà thôi. Bây giờ cái chết của đoàn giật trần còn nặng hơn cả núi Thái Sơn, mà so với Tiểu Vũ lại nhẹ hơn cả Hồng Mao. Thật không ngờ. Tương trì tương kiến tương hà nhật, thử thời thử dạ nan vi tình." Nằm ở bên cạnh Mộ Dung Tịnh Vũ nghe được hai người nói chuyện, trong lòng cẩn thận cân nhắc. Mấy câu nói đó dường như bừng tỉnh đại ngộ, lập tức minh bạch. Thì ra là thế. Trong lòng nói không nên lời, cảm xúc nhảy lên não, khóe mắt mang lệ. Tiếp tục nghe hai người còn muốn nói cái gì đó.
Đoàn Giật Trần đột nhiên chắp tay về phía Diệp Tiêu. Diệp huynh, tiểu đệ có một thỉnh cầu, không biết là có quá đáng hay không. Đoàn huynh mời nói. Diệp Tiêu cũng chắp quyền mà đáp lại. Giật Trần nhìn thoáng qua con quái điểu bên cạnh mà nói. Tiểu đệ nhiều lần được Diệp huynh cứu, đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được. Nếu như huynh không chê, tiểu đệ nguyện cùng Diệp huynh kết bái huynh đệ. Diệp Tiêu cao hứng nói. Ta cầu còn không được. Hai người hái ba cành thông nhỏ đã được thắp sáng, cắm trên mặt đất, hướng bắc mà bái. Tại hạ Đoàn Giật Trần nước Đại Lý, tại hạ Diệp Tiêu, ngày hôm nay kết bái huynh đệ, chỉ mong cùng chết cùng tiến thối, lòng này trời sành, xin làm chứng. Hướng Thiền bái huynh đệ, sau đó lại hướng về nhau chắp tay kết bái. Hai người tuổi tác tương đương, Giật Trần 20 làm đệ, Diệp Tiêu 22 làm huynh. Hai người đứng dậy, Giật Trần ôm chặt lấy Diệp Tiêu nói đại ca. Nhị đệ. Giật Trần nước mắt tràn mi. Đại ca, tiểu đệ là tiểu vương tử nước Đại Lý, lần này trốn phụ hoàng mẫu hậu xuất cung, thật không ngờ, thật không ngờ. Đến đây hắn lại nói không ra lời, nhưng vẫn ô ô mà khóc lên. Nghĩ đến phụ hoàng mẫu hậu tất nhiên sẽ vô cùng nhớ mong, ca ca của muội muội trong cung tất nhiên là cũng ngày ngày mà nhớ mong đến ta. Mong rằng đại ca sẽ đem tiểu đệ, khi tiễn tiểu đệ về Đại Lý, hãy khuyên giải an ủi phụ hoàng của mẫu hậu, ca ca muội muội. Vừa nói vừa hướng về phía hoàng cung quỳ xuống. Phụ hoàng, xin thứ cho hải nhi bất hiếu bỏ người mà đi trước. Phụ hoàng muôn năm vạn vạn tuế. Kiếp sau, ta lại làm con của ngài. Hắn nói rồi không ngừng dập đầu về hướng đông. Diệp Tiêu ở bên cạnh cũng nhịn không được nữa mà rơi xuống nước mắt. Nhị đệ, kỳ thực ngươi không hiểu được thân phận thật của ta, ngươi... Vừa nói vừa vươn ngón tay chỏ bàn tay phải ra, trước mặt Giật Trần lắc lắc. Nhị đệ, ngươi có nhận ra nó không? Đó là một ngón cái lớn màu phỉ thúy lục. Giật Trần lắc đầu, đại ca không cần nhiều lời, bất kể là thân phận đại ca ra sao, bất luận thổ phỉ cường đạo hay đại quan quý nhân cũng được. Chỉ là vì đại ca luôn nhiệt tình giúp đỡ tiểu đệ, nguyện cùng tiểu đệ sống chết có nhau. Từ trong lòng tiểu đệ đã coi đại ca như người anh cả rồi. Lời này hết sức là thành tâm thành ý. Lệnh Diệp Tiêu cũng thập phần cảm động. Nhưng mà chúng ta vốn chính là... Đại ca, chẳng lẽ không coi tiểu đệ là huynh đệ sao? Huynh là hoàng đế cũng được, là tên khất cái cũng không sao, đại gian đại ác cũng được. Dù sao đi chăng nữa thì huynh vẫn là đại ca của ta. Giật Trần chưa vào giang hồ, nhưng lại so với người trong giang hồ bình thường khí phách hơn gấp vạn lần. Diệp Tiêu cũng vì thế mà tiến lên ôm lấy Giật Trần. Nhị đệ. Qua buổi trưa, Giật Trần vốc một nắm nước suối cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đương nhiên nhanh chóng đã giả bộ hôn mê, nhưng là bởi vì thật sự quá mức khát nước, thuận thế mà uống hai ngụm. Giật Trần thấy thế mừng như điên, suýt chút nữa không kìm được mà nhảy lên, kích động lấy nước tưới vào mặt Tiểu Vũ, vừa lúc kịp che hai hàng lệ nóng hổi. Đại ca, nàng ấy có thể uống nước được rồi, nàng ấy đã có thể uống nước. Đoàn Giật Trần lúc này đã mừng đến độ chảy cả nước mắt, hắn hét lên Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Diệp Tiêu vội vã chạy tới bắt mạch tay trái của Mộ Dung Tịnh Vũ. Tốt tốt rồi, quá tốt, nhất định chính là kỳ tích, cô nương này thực sự sống lại. Chỉ có điều hiện tại thân thể còn quá yếu, đợi qua nốt đêm nay, ngày mai sẽ thấy rõ được hiệu quả. Đêm nay cố gắng có thể ngâm suối lâu hơn chút, đợi mặt trời xuống núi để hãy bắt đầu hấp độc cho cô nương Mộ Dung. Nhị đệ, chỉ cần hút ra tiền huyết là được. Giật Trần nghe thế cũng gật đầu. Tiểu Vũ mặc dù không có thể mở mắt chứng kiến, nhưng lại có thể nghe được. Lúc này lại càng không thể tỉnh lại đột ngột được. Chính mình sẽ lõa lồ trước hai nam nhân này mất, chẳng phải tự mình mắc cỡ chết rồi sao? Cho nên vẫn nhắm chặt hai mắt. Nhưng bây giờ mọi thứ xung quanh nàng đều biết rất rõ. Giật Trần lại cao hứng vốc vài ngụm nước suối cho Tiểu Vũ uống xong, liên tục mấy vốc liền, vội vàng quá mức, tâm trạng lại vui mừng khôn xiết. Mà Diệp Tiêu lại bước qua đây bắt mạch đập của Giật Trần, nhưng không thấy có chút nào dấu hiệu trúng độc, ngược lại nội lực tràn đầy. Nếu đại hải phi nhanh, dĩ nhiên lại thắng cách xa mình. Không khỏi thất kinh nhíu mày, hoài nghi có hay không độc khí đã công tâm. Lo lắng Diệp Tiêu là như thế nào cũng không có dấu hiệu bị trúng độc, không khỏi trong lòng lại sinh cầu.
muốn khuyên bảo nhưng biết mình vô dụng. Hắn lắc đầu thở dài. Đợi đến khi chiều tà, Giật Trần đứng ở trước mặt Diệp Tiêu. Đại ca, tiểu đệ vẫn còn có một chuyện muốn nhờ. Diệp Tiêu cũng nói, nhị đệ không cần nhiều lời. Vì huynh biết người yên tâm, Mộ Dung cô nương mất máu quá nhiều, ta sẽ nghĩ biện pháp. Giật Trần lắc đầu mỉm cười. Đại ca, ngươi sai rồi. Ngươi lại đại ca, chuyện này ta không cần phải nói, ngươi cũng sẽ làm được. Là chuyện gì? Nhị đệ xin mời nói. Hết hồi thứ 22.